handle máy ní nha. Nay Linh sẽ hướng dẫn máy ní cách biến hình thành thầy hiệu trưởng nha. Bây giờ mình sẽ dùng nhân vật boy biến thành thầy hiệu trưởng nha. Giờ đi vào nhà thay đồ thôi nào. Máy ní tìm cho mình bộ đồ cảnh sát nha. Cảnh sát nào cũng được, Linh sẽ chọn bộ này nha. Rồi tiếp theo sẽ đi tìm ông thầy hiệu trưởng thôi nào. Ông thầy hiệu trưởng đây rồi, các bạn lại bế ổng lên nha. Bế lên như này xong bạn chuyển sang nhân vật gơn nè nha. Tiếp theo lại bế lên như này luôn, thả ổng xuống đi nè rồi chuyển sang nhân vật boy. Chuyển xong thì thả ổng xuống thôi, thả xuống mà hai cái tay giang ra như này là thành công rồi đó nha mấy ní. Xong rồi về nhà thay đồ tiếp nè. Xong rồi nè mấy ní làm theo mình là sẽ thành công 100% nha. Chúc mấy ní thành công nha, ai làm được rồi thì để lại comment cho Linh biết nha. Mình lấy cái đầu ông hiệu trưởng xong rồi cũng không biết thân xác ông nơi nào nữa mọi người à, để chạy một vòng đi tìm xem sao. Sau bao nhiêu vòng thì mình cũng tìm ra rồi, cuối cùng ông ở đây nè, ha 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 ha, xin chào thầy hiệu trưởng nha, ha 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 ha, lưu lưu lưu, ông hiệu trưởng bị con lấy mất cái đầu, rồi giờ ông chỉ là manokan mà thôi, lưu lia lưu. Goal! Thôi bye bye mấy ní nha, nhớ tặng cho Linh một like và một đăng ký giúp cho Linh với nha.